nay đi vào xóm có mà làm. Ba người xuống đây rồi. Sao lại rơi thế? Ăn mận không? Đấy. Anh ăn thử. Nó tự rơi đấy hả? Không, cái này là em. Em bị hái đấy. Tôi đang đi trên đường làng quê. Thích chưa? Xung quanh là làng quê. Làm sao là hay đi trẻ con?
làng Oslot toàn có những hàng cây như hàng chuối. Ngày xưa ở Việt Nam, trên những đường ngang, ngõ xóm, Việt Nam giờ không còn nữa, nhưng họ vẫn còn.